Giới thiệu các bạn một sản phẩm cái dây đèn led này được gắn trong cái bố cánh cửa và mũi trước của nội thất, thì nó có thể đổi màu. Đây là dòng sản phẩm mình nhập về khá lâu, nhưng hôm nay mới dùng tới. Các bạn có thể chọn các màu mặc định, sáng tối có thể chỉnh, đặc biệt có thể chọn, có thể chọn ngày chỉnh màu sắc, có thể chỉnh màu sắc trên điện thoại, màu hồng, màu xanh, trắng, rất là nhiều màu. Ngoài ra đây các bạn có thể chọn chế độ, chế độ này chế độ auto. Ngoài ra có thể chế độ chớp, rất phù hợp cho các bạn mới đi chơi lúc ba về. Ở đây chế độ nhẹ nhàng. Ngoài ra còn một chế độ hay đó là nếu khi iTunes của các bạn có cái nhạc nó sẽ chớp theo nhạc, theo đường nhạc rất là hay. Mình đã kết chế độ này rất là hấp dẫn. Ngoài ra đây các bạn có thể chọn màu sắc ở đây, rất là nhiều màu cho các bạn lựa chọn.